Giai đoạn cuối cấp ấy mọi người, cái gì mà chưa làm được thì làm lẹ đi. Kiểu tớ bị tẩm sao ấy, tớ dốt toán kinh khủng mà tớ biết là có rất nhiều người, trời ơi. Phải muốn nói là trời đã sinh ra ta, tại sao còn sinh ra môn toán? Nó không giống như cái chuyện mà mình tức một đứa nào đấy ấy, làm mình kiểu khó chịu ấy. Làm gì, chả cái gì phải quan tâm cả mọi người, mình cứ tập trung vào cái việc học của mình. Hôm nay là video mà dành tặng riêng cho các bạn học sinh cuối cấp. Và đấy là những điều mà học sinh cuối cấp cần chuẩn bị. Vấn đề đầu tiên là mình muốn nói nhanh, nói sơ. Đấy là cái vấn đề mà thấp thỏm trong trái tim các bạn nhất. Đấy là tỏ tình với ai. Nếu mà thích ai thì hãy tỏ tình đi. Có crush thì hãy nói đi. Giải quyết xong cái vấn đề nhức nhối trong chuyện tình cảm đi. Tại vì sao mọi người biết không? Tại vì cái thời điểm cuối cấp, cái thời điểm chuyển trường ấy, nó là thời điểm rất là quan trọng cái việc học, việc thi cử đúng không? Và nếu các bạn cứ mảy may suy nghĩ trong đầu, cứ gọi là vẩn vơ nhớ thương mà cứ kiểu trong lòng nó khó chịu không làm gì được, thì chúng ta thích ai thì tỏ tình đi, thích ai thì nói ra đi. Và không khi nói ra thì chúng ta có thể tập trung học hành hơn, vui vẻ. Nếu bị từ chối cũng không sao, đừng có buồn lo. Khi mà chuyển sang một cái môi trường khác, ví dụ như là môi trường đại học này, môi trường cấp 3, thế là khác cái khu vực ở, khác cái tỉnh thành, khác maybe được cùng một cuộc sống mới nó phồn hoa đô thị hơn. Mọi người tưởng tượng đi, thì khi sao thì sẽ có ít cơ hội gặp nhau hơn. Ít cơ hội gặp hơn thì cái crush ngày xưa là thế để làm gì? Nó cứ nhức nhối trong lòng này, khiến chúng ta cũng chẳng tập trung được học hành. Tha như là chúng ta cứ tỏ tình, được thì được, không được thì thôi, rồi mình kiếm mối khác có gì đâu. Cho nên là giai đoạn cuối cấp ấy mọi người, cái gì mà chưa làm được thì làm lẹ đi. Không, sau này nghĩ về cái thời cấp 3 mà mình lại luyến tiếc. Nghĩ về cái thời ngày xưa, ví dụ cấp 2 ấy, thì rồi lại vì ngày đấy mình ABCXZ quá nên mình không lo ôn học, cái xong mình trượt cái trường đấy. Ô, để làm gì, phí đúng không? Cái thứ hai mà mình muốn khuyên các bạn đấy là không nên gây thù chuốc oán, không nên thù hằn bạn bè cùng lớp cùng trường để làm cái gì cả. Tại vì mọi người ơi, cái gì rồi nó cũng sẽ trôi qua, nhất là cái tuổi học sinh học trò, ghét nhau một tí, so đo một tí, nói xấu nhau một tí, hay cái con này cái thằng kia nó gây cái chuyện gì với mình một tí thì cũng chẳng sao. Chúng ta chuyển đến một cái gì khác, ta thay trường, thay lớp, thay bạn bè ấy, thì cái gây chuyện với ABCXZ để làm cái gì, đúng không? Mà ví dụ như mình không gây gì với nó nhưng nó cứ gây mình thì mình cũng kệ nó, mình bỏ qua cho nó đi. Tại vì sao? Tại vì nếu mà chúng ta cứ giữ ở trong lòng là gì, nó cũng giống như cái chuyện mà mình tức một đứa nào đấy ấy, làm mình kiểu khó chịu ấy. Thế làm gì, chả cái gì phải quan tâm cả mọi người, mình cứ tập trung vào cái việc học của mình. Và mình còn lo cái hiện mà ví dụ mình có crush thì lo mình tỏ tình, chứ còn quan tâm những đứa nào nó ghét mình thì làm cái gì, chả được làm cái gì cả đâu. Và cũng chả nên gây chuyện với đứa nào cả. Ngày xưa mình có ghét cái con đấy bỏ xừ ra, nhưng mà thôi, sắp chuyển trường chuyển lớp rồi, nếu mà làm lành được thì cứ làm lành đi. Tại vì sao, sau này nghĩ lại ấy, các bạn sẽ nhớ cái thời học sinh đấy. Nói thật, vấn đề thứ ba mà mình muốn nói đấy là hãy có plan B, hãy có một cái backup plan. Ví dụ như các bạn chọn cái ngôi trường là ngôi trường A, là một cái ngôi trường mà các bạn đam mê, hoặc cũng có thể là một cái ngôi trường nguyện vọng một, hoặc là cái ngôi trường mà gia đình bạn bè và mọi người đều muốn các bạn thi vào cái trường đấy ấy, thì cũng nó có thể là plan A. Nhưng giả sử đi bạn trượt đại học, giả sử đi bạn không đủ điểm để vào cái trường đấy, hoặc giả sử có rất nhiều trường hợp xảy ra, kể cả các bạn học giỏi cực kỳ, các bạn thi 27 điểm, nhưng mà trời ơi, có những năm trường Y bạn lấy 27.5. Tức là không có cái gì là không có rủi ro, chuyện gì cũng vậy, chúng ta nên có plan B. Và nếu mà chúng ta có plan B và có những cái phương án dự phòng ấy, thì chúng ta sẽ thoải mái trong tâm lý hơn. Chúng ta sẽ vẫn nỗ lực vì cái mục tiêu mà chúng ta thích nhất, mục tiêu mà chúng ta nhắm tới, mục tiêu mà gia đình bạn bè kỳ vọng của chúng ta. Nhưng hãy suy nghĩ là nếu chúng ta không làm được điểm đấy thì chúng ta có thể làm một cái việc khác, cũng là một con đường thôi. Chúng ta không đi đường thẳng, chúng ta có thể đi đường vòng, đường tắt, đường xéo, đường gì mà chả được, miễn là chúng ta tới đích thôi, đúng không mọi người? Vấn đề tiếp theo mà mình muốn khuyên các bạn đấy là trước khi thi đại học hoặc trước khi thi cấp 3, hãy cai mạng xã hội thử 1 tháng. Tại sao? Mình cũng từng cai mạng xã hội 1 tháng trước khi mình thi đại học, nhưng mà mình vẫn trượt. Thật ra không phải là mình trượt đại học mà mình không học được đại học, mà chính xác là mình trượt đại học bách khoa. Nhưng mà sau này mình nghĩ lại mình cũng mừng mình trượt đại học bách khoa. Tại vì nếu bây giờ mình học bách khoa chắc là mình không thể tưởng tượng là mình có ra Hà Nội trường không. Ok, quay trở lại, tại sao các bạn nên cai mạng xã hội? Tại vì lúc đấy các bạn sẽ bớt phiền nhiễu, các bạn sẽ bớt thấy người ta là đang có cái mốt này, đang có cái trend nọ, hay là ôi dồi ôi, thằng crush của tao nó yêu con bạn học cùng khóa với tao, ôi dồi ôi, nhà con kia nó mới mua xe cho nó kìa, ôi dồi ôi, đứa kia nó được đi du lịch cả ba một lỗ đi nước ngoài, check in Paris kìa. Mọi người hiểu ý mình không? Tức là khi mà chúng ta rời xa mạng xã hội rồi, tâm hồn của chúng ta sẽ thoải mái hơn, sẽ free hơn, sẽ bình yên hơn, và chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào cái việc học hơn. Và cái việc đó là cái việc rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Còn cái mạng xã hội thì nó vẫn ở đấy thôi mọi người. Dĩ nhiên là nếu như các bạn nào đấy mà cái mạng xã hội mà không gặp tớ thì tớ cũng sẽ rất là buồn vì mọi người sẽ không xem video của tớ nữa. Nhưng mà không sao, vì chuyện thi cử nó rất là quan trọng, nên là
hãy thử cai mạng xã hội đi, nó sẽ giúp các bạn vui hơn, có nhiều thời gian học hành hơn. Và nhất là chúng ta sẽ dồn hết được sức lực để làm một cái gì đấy, chinh phục được một cái mục tiêu. Và nếu như cái sức của chúng ta không chinh phục được cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra ấy, thì cũng đừng có buồn nhiều, tại vì sao, chúng ta đã cố gắng rồi. Quan trọng là chúng ta đã cố gắng, đúng không? Còn nếu chúng ta không đạt được là vì sao? Sức người ai cũng có hạn mà, mỗi người có một giới hạn riêng. Ok, vấn đề tiếp theo đấy là hãy ăn uống và ngủ đủ. Mình biết là ngày xưa cái thời mà đang ôn thi ấy, cứ mỗi mùa có những người rất là stress, mất ăn mất ngủ. Cái thời bọn tớ ấy, có những bạn mà cái thời ôn thi đại học ấy, các bạn ấy chỉ ngủ một ngày 4-5 tiếng thì các bạn ấy học quá là nhiều. Còn tớ thì phương châm của tớ vẫn là ăn ngon ngủ khỏe thì mới có sức để mà nghĩ được. Thế là ngủ mà không được ấy, ngủ mà ít ấy, rồi ăn mà cũng không đủ chất ấy, thì chúng ta sẽ kiểu lúc mệt rồi chán. Cái môn học này, học môn toán đã khó rồi, mà bây giờ buồn ngủ chết đi được, học nó chẳng vào đầu thì nó sẽ vô ích. Cho nên các bạn phải giữ gìn sức khỏe tốt bằng cách là ăn ngủ đủ. Mình biết là có rất nhiều bài tập chúng ta cần phải làm, có rất nhiều đề thi mà chúng ta cần phải làm thử, nhưng mà chúng ta hãy ngủ đủ để có thể đảm bảo được là cái sự tỉnh táo và cái kiến thức mà chúng ta nhập được vào đầu nó tốt nha. Đấy là lời khuyên chân thực từ một đứa mà kiểu thiếu ngủ, chứ không làm được một cái gì giống như tớ. Thiếu ngủ là kiểu bị ăn hại luôn, kiểu cơ thể nó cứ như vậy luôn. Ok, cái tiếp theo đấy là nếu mà không học giỏi được cái môn mà mình kém thì hãy học cái môn mà mình giỏi nhất, học tốt nhất. Nghe thì có vẻ hơi quằn là vằn đúng không, nhưng đơn giản như này, ví dụ như tớ là tớ rất là dốt toán, dĩ nhiên là tớ vẫn phải học nha mọi người, bởi vì nó là một cái môn quyết định. Nhưng mà nếu mà tớ cảm thấy là gần đến cái ngày thi ấy, gần đến cái lúc mà mình thi và chọn khối, chọn trường hay cái gì đấy, mà tớ vẫn cảm giác là ôi, tớ làm rất nhiều đề rồi mà tớ chỉ làm được khoảng 5-6 điểm thôi, tớ không thể nào cố lên được 7-8 hay là 9-10 điểm như các bạn khác ấy, thì thay bằng cái việc đấy tớ sẽ cố gắng dồn tâm huyết hơn vào cái môn tớ giỏi nhất, ví dụ như là môn văn. Tại vì sao? Trong thực tế mà nói nhá, thì có thể là văn sẽ không kéo được nhiều điểm như toán, nhưng mà tớ khi mà tớ học cái môn mà tớ giỏi, cái môn mà tớ có năng khiếu, cái môn mà tớ biết là tớ có thể cố gắng hơn và đạt điểm cao hơn, thì nó sẽ có đỡ phần nào tốt hơn là chúng ta phải cố gắng nhồi nhét dã man một cái môn mà chúng ta ghét, một cái môn mà chúng ta yếu kém từ nhỏ đến lớn. Đấy là cái quan điểm của tớ. Từ nhỏ đến lớn tớ vất vả môn toán lắm mọi người. Ngày xưa tớ học cấp 1 ấy, thời đấy là có cái trường tớ là nó chia thành là đội học học sinh kiểu gọi là đội tuyển, không nghĩ là học sinh giỏi ấy, nhưng mà vào cái đội tuyển ấy thì phải thi cả hai môn toán văn đúng không? Sau đấy thì mới chia ra là bạn nào thi văn, bạn nào thi toán, nhưng mà tớ thì tớ luôn rớt môn toán. Sau này lên cấp 2, lên cấp 3 thì trời ơi vẫn cứ rớt toán, lúc nào cũng chỉ đi thi, chỉ sợ điểm toán là không được xét. Sau này thi trường chuyên cũng thế, chỉ sợ là dưới 4 điểm là sẽ không được xét. Nhưng mà lúc mà đi thi trường chuyên, nói thật với mọi người, đề toán trường chuyên tớ làm được 5 điểm rưỡi, trời má ơi tớ tự hào. Đối với mọi người, người khác thì có thể làm họ 5-6 điểm là cái chuyện bình thường, trường chuyên 8-9 điểm là cái chuyện mà kiểu các bạn ấy giỏi. Nhưng đối với tớ, trời, tớ chỉ cần đủ cái điểm xét mọi người không, kiểu tớ bị tầm sao ấy, tớ dốt toán kinh khủng. Và tớ biết là có rất nhiều người, trời ơi, phải muốn nói là trời đã sinh ra ta, tại sao còn sinh ra môn toán rất là dốt toán. Cho nên là tớ thi đại học tớ cũng trượt vì môn toán ấy, tại vì tớ làm sai quá nhiều. Ok, đấy, và tớ tập trung vào học cái môn mà tớ giỏi hơn thì nó cũng vất vả lại được một phần nào. Và đấy là cái kinh nghiệm mà thực tế là gần ngày thi thì tớ nghĩ là nó sẽ tốt cho các bạn. Tại vì khi mà chúng ta học cái môn mà chúng ta yêu thích, học cái môn mà chúng ta giỏi nhất, và chúng ta dành nhiều thời gian cho nó, thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được những cái thành tích nó cao hơn là cái môn mà chúng ta rốt bẩm sinh. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải học thôi, bởi vì nó là quy định phải học rồi. Nếu mà rốt đi chăng nữa thì vẫn phải cố gắng để đủ, làm sao đủ điểm sàn, đủ làm sao để không bị liệt, nói chung là đến một cái mức nào đấy. Còn nếu mà chúng ta cố hết mình rồi mà không có được thì chấp nhận số phận vậy, lần sau làm lại. Và điều cuối cùng mà mình muốn nói trong cái video này sẽ giúp các bạn vui hơn, tự tin hơn rất là nhiều, mình thề luôn, đấy là xấu một tí sẽ không sao các bạn ạ. Ai chẳng có lúc xấu, nó thật đấy. Hoa hậu, người đẹp, rồi đến những cái người mà có cái thần thái mà 100 điểm xuất sắc về chỗ á, họ sẽ lúc xấu, chẳng qua là bạn không nhìn thấy được thôi. Chứ con người thì vốn có chỗ khuyết chỗ này, hở chỗ kia có làm sao đâu. Tay nhiều lông một tí thì có sao này, mắt có hơi ít tí thì cũng được, mặt hơi nhiều mụn một chút xíu trong cái thời mà ôn thi, mất ăn mất ngủ, lo lắng thì cũng có sao đâu. Mọi người hãy tưởng tượng đi, xấu một chút không sao đâu. Chúng ta hãy nghĩ là chúng ta đạt được cái mục đích này xong rồi, chúng ta sẽ cải tổ nhan sắc. Cho nên mọi người sẽ thấy cái lý do tại sao thỉnh thoảng ra lên Facebook sẽ thấy có một cái trend so với ảnh bây giờ với ảnh ngày xưa, chúng thấy gọi là có dậy thì thành công không. Tại vì ai rồi cũng sẽ khác. Hiện tại cái thời điểm này chúng ta dồn tâm huyết, dồn cái sự chú ý, dành nhiều thời gian cho cái việc học, mà chúng ta có xấu một chút, chúng ta có tồi tàn một chút, chúng ta có sập sệ một chút thì cũng không sao. Sau khi chúng ta thi xong thì ta tụt tàn lại từ đầu đến chân, không muộn đâu mọi người ơi. Thanh xuân vẫn còn dài, cuộc đời vẫn còn trẻ, chẳng sao.
sao, cho nên xấu một chút cũng không thành vấn đề nha. Ok, và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Hy vọng là các bạn sẽ có nhiều động lực và sẽ vui hơn. Và đừng quá stress, đừng quá lo lắng bởi vì cái chuyện thi cử tốt nghiệp. Tại vì sao? Ai cũng từng trải qua rồi. Và sau khi mọi người trải qua, mọi người đều nghĩ kiểu không hiểu sao ngày đó tao lại như vậy nhỉ. Đấy, bây giờ mình ngồi nói cho mọi người và hy vọng mọi người sẽ tự tin hơn, vui vẻ hơn và sớm một chút không sao nha. Đừng quên để thăm fanpage và Instagram, cũng như là hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và bye bye, bye bye. À quên, nhấn subscribe channel này nhé. Bye bye, bye bye.